Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Chủ đề của ngày hôm nay đó chính là phần 2 của alphabet viết bằng Fudenosuke của Tombow nha. Mình có làm video về những nét cơ bản và phần 1 alphabet, và bây giờ là phần 2. Nếu mà các bạn chưa xem hai phần trước thì các bạn có thể xem ở chỗ này, mình sẽ chèn vào đây và nó sẽ có cái link đưa ra, và các bạn có thể click vào đó và để xem hai video trước của mình nha. Phần thứ hai này cũng rất là đơn giản thôi, chỉ có 3 chữ thôi. Nếu mà các bạn cảm thấy muốn học và muốn biết như thế nào về thuốc này thì hôm nay là video này mình làm dành cho bạn đó. Và hiện giờ có phải là đang bị dịch và các bạn ở nhà rất là rảnh rỗi đúng không? Nếu mà các bạn ở nhà quá rảnh rỗi nhưng mà không biết làm gì hết thì các bạn có thể đặt ở trên mạng cái bút như thế này đó. Đây, khi mà người ta cho tới rồi thì các bạn có thể dùng bút này và để luyện chữ cùng mình. Các bạn có thể xem video hướng dẫn của mình từ phần cơ bản tới phần alphabet này, và bắt đầu sau cái phần thứ hai alphabet này thì mình sẽ bắt đầu chơi challenge và mình sẽ làm thêm nhiều video khác và hướng dẫn cho các bạn viết chữ thật là nhiều bằng cái bút Tombow Fudenosuke này nha. Trong thời gian dịch này các bạn không biết làm gì có thể click vào video của mình xem và học hỏi. Thì như mình đã nói, nếu mà các bạn ở nhà quá là nổi mà không biết phải làm những gì khi mà ở nhà tránh dịch như thế này thì mình nghĩ là các bạn nên đầu tư cho bản thân mình nhiều hơn. Chẳng hạn như mình sẽ cho các bạn vài ví dụ về mình nha. Chẳng hạn như là mình ở nhà mình nghe thêm tiếng Anh ở trên kênh YouTube, các anh chị người Việt và các anh chị người nước ngoài luôn, họ chia sẻ về tiếng Anh như thế nào hoặc là câu chuyện của họ như thế nào bằng tiếng Anh, và mình có thể học được từ họ. Và mình có học thêm nhạc ở nhà và mình tự học thêm đàn ở nhà nữa, và mình có xem thêm nhiều về chữ nè, và mình luyện thêm chữ, và mình hướng dẫn cho em mình nữa, hai chị em mình luyện chữ cùng nhau nè, rồi cùng nhau vẽ nè, cùng mấy cô nè, xong rồi mình có dạy học thêm cho một vài em học sinh cấp 1 nữa, rồi mình thỉnh thoảng có tập thể dục nè. Thực chất là mình rất là lười tập thể dục nhưng mà mình cũng ráng duy trì tập thể dục nè, rồi mình đạp xe đạp cho mình đi dạy học nè. Trong cái thời gian mất dịch này nè, mình không đi chơi nhiều cho nên là mình tiết kiệm rất là nhiều tiền của, mặc dù là nó tiết kiệm rất là nhiều tiền của nhưng thật ra không có bao nhiêu hết. Rồi mình cũng không có đi chơi như hồi trước nữa, là mình cũng không có ra ngoài, rồi mình ở nhà mình xem phim bằng tiếng Anh nè, rồi mình nghe nhạc nè, rồi mình đọc thêm sách nè, mà không phải là mình cầm cuốn sách mình đọc thôi. Có thể là các bạn chưa biết là mình đọc sách rất là kém, mình bị yếu đọc sách, mình bị dốt sách hay sao á, nói chung là mình biết chữ vậy thôi nhưng mà mình đọc sách rất là dở, mình không có đọc được nhiều. Khi mình đọc là chữ nó rất là chậm, cho nên là mình đã nghe sách rồi mình tập đọc vài cuốn sách chậm thì chậm, ví dụ như người ta một ngày người ta đọc được một nửa cuốn sách rồi, hoặc là hết một cuốn sách hoặc là hai ba cuốn sách gì đó, thì mình khoảng 1-2 tháng mình mới đọc xong một cuốn sách, có khi tới 6 tháng nửa năm thì mình mới đọc được một cuốn sách, nhưng mà bạn có đọc là ok rồi. Nói chung là mình đang tập đọc sách, có thể là các bạn chưa biết điều đó nhưng mà mình đã chia sẻ cho các bạn biết rồi đó, và có thể là các bạn thấy là mình rất là dở một số thứ và mình có rất là nhiều khuyết điểm luôn, nhưng mà mình không phải vì đó là mình chê trách bản thân rồi mình đi so sánh với người khác, thì mình chỉ cần cố gắng bản thân mình thôi. Mình đừng có so sánh với người khác nữa. Người ta làm được nhiều thì mình cũng sẽ làm được thôi. Mình bước đi dần dần từ từ. Thì như các bạn biết, không số 0 làm sao có số 1000, số 100 được không? Mình phải có bắt đầu thì mình mới có kết thúc. Mình phải thử qua mọi thứ. Nếu mà cảm thấy phù hợp thì mình duy trì thì còn nhiều để cho bản thân mình phát triển hơn, tốt hơn. Vậy thôi. Và đó là những sở thích và ý kiến riêng của mình. Và nếu mà bạn có những sở thích riêng gì thì các bạn hãy cứ thực hiện. Không nhất thiết là phải theo ý mình đâu. Chỉ cần là bạn thích những gì thì các bạn phải đầu tư cho bản thân mình những sở thích đó. Và nếu mà các bạn muốn mình chia sẻ thêm nhiều về cuộc sống xung quanh mình thì các bạn có thể nhắn tin cho mình biết hoặc mình luận phía dưới cho mình biết, và mình sẽ làm những chủ đề theo ý kiến riêng của bạn. Và nếu mà các bạn thích mình nói trước ống kính như thế này thì các bạn có thể bình luận cho mình biết và mình sẽ trò chuyện và tâm sự với các bạn. Các bạn nên biết là YouTube, Instagram và Facebook đều là những cái mạng xã hội rất là thú vị và rất là hay. Cho nó mình học rất là nhiều bài học. Các bạn nhớ là hãy trở thành người tiêu dùng thông minh nha. Thì mình mong là các bạn sẽ hiểu là chủ đề của mình nói, và mình mong là các bạn hãy xem video này của mình và học cùng mình. Đây là học viết chữ, các bạn cần phải có sự tập trung một chút và kiên trì. Đây là một cách luyện tinh thần cho mình thoải mái hơn và có thể là xả stress hơn. Nếu các bạn yêu thích video của mình thì đừng quên like, share và subscribe kênh cho mình nha. Còn bây giờ thì xem thôi. Rồi, ok, tất cả mọi người, như đã nói trước video thì mình đã nói rất là nhiều rồi. Thì bây giờ mình sẽ hạn chế nó lại để cho các bạn chú ý hơn về video mà mình làm chữ nha. Đây là phần 2, nửa bảng chữ cái còn lại. Còn nửa bảng chữ cái trước đó là mình đã làm video rồi. Nếu mà các bạn chưa xem video thì mình có để ở phía dưới phần mô tả, các bạn nhớ xem video của mình nha. Mình sẽ nói thiệt là nhanh nha. Chữ N gồm nét móc trên và nét móc hai đầu. Nếu các bạn thấy quá khó thì các bạn đừng lo nha. Nếu cảm thấy khó thì các bạn phải luyện tập thật là nhiều, nhiều đến nỗi mà cảm thấy nó quá dễ luôn. Tiếp theo là chữ bờ. Các bạn thấy chữ bờ của mình nó có nét xoắn như vậy đúng không? Thì các bạn có thể không dùng tới nét xoắn, các bạn cứ dùng như bình thường, giống như chữ tiếng Việt vậy đó, là nét móc hai đầu thì cho dễ. Mình lỡ viết thành nét xoắn như thế này rồi cho nên là mình không sửa được. Rồi kế tiếp là chữ R. Chữ R thì thấy hơi khó nhưng mà thực chất nó chỉ có hai nét thôi. Một cái nét đơn giản như thế này mình viết từ từ thôi sẽ ra, và gồm với lại nét móc dưới, vậy thôi.
rất là đơn giản, các bạn hãy tự tin lên, viết sai viết xấu cũng được, không sao hết, vẫn có thể sửa lại được mà. Đây là chữ quy. Quy hả? Cũng không biết gọi là chữ quy hay chữ quờ nữa. Không biết các bạn đọc như thế nào, nhưng mình đọc là quy. Cái này là các bạn chỉ cần nhìn thôi là các bạn sẽ biết viết như thế nào, chứ mình cũng không thể nói được. Quan trọng là nét cong kính trong những cái chữ như thế này. Nét cong kính phải tròn, thon, đừng có đầu to nít teo. Vậy thôi. Đây là chữ sờ. Chữ sờ gồm nét xoắn. Nó cũng hơi khó, không dễ cũng không khó. Chỉ cần mình cảm thấy luyện cho tới khi nào mà cảm thấy nó đẹp, hài lòng là được. Rồi chữ tờ. Chữ tờ siêu dễ luôn. Gồm có mấy nét à, gồm có 3 nét. Siêu cơ bản luôn. Chủ yếu là nét móc dưới. Các bạn cứ li từ từ, dần dần làm sao cho từng nét nó mượt, nó hòa hợp với nhau. Rồi ok. Không cần phải phức tạp lắm, chỉ cần đơn giản thôi, đơn giản là đẹp rồi. Còn chữ U các bạn để ý đi. Đây là nét móc hai đầu cộng với nét móc dưới. Hết. Khi mà các bạn thấy khó quá thì các bạn hãy chú ý lại. Vì những cái nét này nó toàn là những cái nét cơ bản thôi, nó không có khó gì hết á. Luyện từng nét trước, giống như là cái video mình đã hướng dẫn trước đó rồi đó, các bạn nhớ xem nha. Còn chữ Y dài là nét móc hai đầu với lại nét khuyết dưới. Xong rồi, luyện từng nét xong rồi ghép lại với nhau là ra được những cái nét đẹp như mong muốn rồi. Còn chữ V nếu mà viết liên tục không được thì các bạn cứ từ từ mà viết đó. Nét móc hai đầu, rồi nét lia lên mảnh thôi, nhẹ thôi, lia lên nhẹ thôi. Còn chữ W y chang vậy thôi, không có gì hết. Nhưng mà hơi khó nha, chữ W thì mình còn viết cũng cảm thấy hơi khó, nhưng mà cứ viết từ dần dần, các bạn để ý không, mình cũng viết từ từ cho các bạn xem đó. Cho nên là các bạn đừng có lo mà sợ xấu hay gì hết nha, muốn viết được liên tục như thế này cũng phải luyện cả chục tờ rồi đó. Rồi tiếp theo là chữ S. X. Chữ X nãy giờ là bản chữ cái tiếng Anh nha các bạn, chứ không phải là chữ cái tiếng Việt, mình nói lỡ nói tiếng Việt hết rồi. Chữ X là gồm hai chữ cờ, một ngược một xuôi. Cái nét thứ ba này nè mà mình hướng dẫn cho các bạn là cái nét lia lên như thế này. Nếu mà cho những bạn nào không thể nào mà viết liên tục được liền á thì mình có cái mẹo đó. Rồi cuối cùng là chữ Z. Z. Chữ Z cũng khó nhưng mà cứ từ từ mà viết. Chỉ cần các bạn để ý tập trung lại cách mà mình viết là các bạn đã viết được rồi. Chứ mình cũng không cần giới thiệu hay là nói cho các bạn nghe đâu, đúng không nè. Luyện chữ Z như thế này nó hơi khó nhưng mà nó lên level khác rồi. Còn nếu mà muốn viết chữ thường thì có thể viết như thế này cho 7 cái. Không có ai bắt buộc mình phải viết như thế nào hết. Và đó là thành quả của mình nè. Và đây là nửa bảng chữ cái còn lại trong alphabet tiếng Anh. Nếu mà các bạn thích thì đừng quên cho mình biết nha. Cảm ơn các bạn đã xem video cho mình đến giây phút này. Cảm ơn rất nhiều. Mong là các bạn sẽ luôn ủng hộ cho mình nha. Thank you. Video này mình liên thuyên hơi nhiều, cho nên là nếu mà các bạn thích mà mình nói về cuộc sống rồi hay liên thuyên này nọ hay tâm sự cho các kiểu, thì các bạn có thể comment phía dưới cái đề tài các bạn muốn mình chia sẻ, thì mình sẽ làm video riêng để tâm sự với các bạn và để nói chuyện giao tiếp với các bạn. Vậy đó, vậy xong video này rồi. Nếu mà các bạn thích video của mình thì đừng quên like, share và subscribe kênh cho mình nha. Và đừng quên đón xem video của mình vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần nha. Đây là những điều cơ bản nhất mà các bạn cần khi xem bất kỳ video nào đó. Và hẹn gặp lại. Bye. Let's go. Bây giờ thì mình học không? Let's go.